Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, trụ tên của đài phát thanh truyền hình tỉnh Kiên Giang sau khi tháo dỡ một phần nhưng phần còn lại bất ngờ đổ sập, gây thiệt hại ba căn phòng trọ của bà Cái Mộng Thúy tại hẻm 94 đường Chu Văn An, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá. Vụ tai nạn đã làm ông Trúc, 55 tuổi, người bán vé số ở nhà trọ và em bé 5 tháng tuổi bị thương nhẹ. Sau khi xảy ra tai nạn, chính quyền địa phương đã kịp thời đưa ông Trúc và em bé đi cấp cứu. Lực lượng công an thành phố Rạch Giá cũng nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận thông tin ban đầu của vụ việc. Trao đổi với tuổi trẻ, ông Lê Văn Chuyển, giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Kiên Giang cho biết, trụ an tên của Đài phát thanh truyền hình tỉnh có từ lâu. Cách này 3 tuần, đơn vị đã tháo dỡ một phần. Hôm nay 1 tháng 8, đơn vị chuẩn bị tháo dỡ phần còn lại, khoảng 30 mét, thì bất ngờ đổ sập.